xin chào cả nhà nha. Của quà rủ Út đi thăm lưới gắn. Chào Út. Chào cả nhà. Thì ở dưới ở trần chào cả nhà luôn. Vàng nó thăm lưới gắn có gắn kìa, nó kêu con Út đi kìa. Dạ. Ê, chơi không gạt nha bồ. Vậy? Chơi không gạt nha. Thiệt chứ bồ. Chào cả nhà. Nhà nước ơi. Chuyển mưa. Tấm ba luôn. Thôi tấm ba gì. Út chạy theo Út đi. Trời ơi, hai con gắn nó bự ba gì đó. Giờ có. Chui xuống kia ngắn chết luôn. Trời sắp mưa luôn. Dính chạy xiết thôi. Trời ơi, mưa ầm ầm tới Giang mày mày gạt chú Út một cái nghe Giang coi rồi nó tắm mưa nghe Giang. Đi chạy lên chạy lên. Nó tra ngay chấm bự quên mang tay luôn rồi. Bao tay gì nữa? Đi. Ừ không có bao tay không? Cái gì chảy xuống cái kia. Khoan con xuống được không? Là khác con gắn hôm bữa hả? Rồi. Dài kìa. Con này còn dài hơn không nữa. Chưa thấy, tôi chưa thấy ngắn luôn á. Đầu lắm mày gặp lên hổ lãi nè. Cái đậu nó đâu? Cái đậu đâu đặng kìa. Ôi khoan từ từ nha để chị coi. Ủa con rắn này nó dài chứ ghê trời. Cái gì cao hơn cái hằng nữa rồi. Cái cây đè đầu nó bắt nó. Nó dài hơn mấy hằng nữa không? Trời nó dài lắm mà, hổ lãi mà. Con này nó dài hơn hổ ngựa vô hẳm nữa. Cái đậu nó đâu rồi chưa? Nè, cuốn trên đây nè. Ủa nó tiểu ở đây khen ấy. Ủa thằng ngựa hãy thì chết. Nhìn mấy tưởng đâu không ngựa không chứ. Cái lưng cái khúc dưới nè nó vàng nè. Ủa vậy à. Ây da. Nó quấn chân ghen rồi. Ủa có khúc mở không vậy không? Cái này ở đây bây giờ là hàng hiếm hả Út? Hàng này hàng hiếm rồi. Bự. Có ít bự ít gặp bự lắm. Con này là uy tín lắm á, uy tín chất lượng cao á. Ui da trời, cái cây gai này nó vú vô mình, ôi trời. Ui da, đau quá cả nhà ơi. Đã luôn rồi, trời cái này nó chưa luôn, tự lên nè. Lộn dưới cái dễ cây này ở nè. Rồi. Ừ, quá hay quá. Quá ngon. Rắn này bự gì dữ lắm nè, thịt chưa lắm thịt đó. Rắn này ngon hơn rắn hổ ngựa hả? Úp. Nó cũng vậy. Nhưng mà thịt nó nhiều. Thịt nhiều hơn. Nhìn cái khúc đuôi đó nè. Lôi cái cây ra. Ít là dài vậy trời. Dài à. Không lãi mà dài. Con này 2 mét không? Đo thử coi chưa. Ủa dạ, vậy. Không được. Không, nó cũng cỡ như con kia. Cỡ như con kia, cỡ 1.5. Này tổng cây đây thôi. Chặn chặn thẳng ra rồi. Cái tay lưới mình nhăn tự trên nó dài dài. Chỗ này quá sầm ức. Ai đi ngang đây cũng không thấy được tay lưới. Bánh mới có nhiêu đây mà vừa vậy. Mấy tài nữa phải không?
Không, nhưng mà hồi lúc mình dăng tới giờ có con lần đầu tiên dính được con này luôn á. Có dính gắn hổ ngựa, gắn hổ hành thì có, lần đầu tiên dính gắn lãi luôn. Trên clip con Quốc Đồng Tháp con này là đầu lần đầu tiên được xuất hiện. Đúng rồi. Lần đầu tiên dính được gắn hổ lãi. Nó có tên gì khác nữa không Út? Gắn chào cháu. Gắn chào cháu hả? Ghê vậy, sao Giang biết hay vậy? Lần có đi săn không biết. Rồi, con. Còn con nữa đâu Giang? Đi biết nha. Đi qua. Bỏ vô cái túi mình cả. Vừa bụng chưa? Phải bốn tay mà dính hết hả? Trời ơi. Trời ơi, lẽ mới này mà dính lại. Chưa đâu, nãy con đi không gọi mà. Chưa, để nhìn kỹ thôi, sớm. Sao lẽ nhanh dữ vậy? Y như cũ quá. Lần này cho chú Út quắt đi. Chào. Wow. Không ngửa, không ngửa, không ngửa. Nó ngất lên đầu lên này kìa. Ghê vậy. Nằm về sập đi. Ôi. Bự Giang ơi. Ui Út nguy hiểm quá Út. Mà con này nó không có độc mà đúng không? Nó có độc đó. Chụp từ trên xuống Út. Ừ. Lấy cái cậy đè cái đầu á. Đây dép con nè. Gỡ kìa, gỡ kìa. Gỡ ngược chứ quay. Gỡ ngược. Nè. Nắm đầu nè. Ừ. Ghê. Biết nữa. Chưa từ mối nữa rồi. Trời nó quá. Gì. Dính vậy sao xảy được. Quá có thằng lưa hết kìa. Cái anh nào mà kẻ quy diệt đâu hắn. Bữa nào đi thăm lý gắn nha, không có sự xuất hiện của anh. Hàm quá ha. Hàm mà mình mới mốt văng nhiều chút nữa nha. Văng thêm vài tay nữa. Còn mấy chỗ sầm mút mình giữ văng. Cấp da chứ. Cấp chứ. Tuốt dưới thì tuốt không được. Ngược thì lâu. Được không? Được rồi. Trong mặt ra nó trong mặt. Thấy tốt xuôi bộ khỏe hơn Giang, thử coi Giang. Tới rồi nha. Sằng mịn trơn luôn rồi kìa. Sắp ngược cái dãy của nó rồi. Con này nó lại. Gỡ ngược á. Sắp ngược dãy nó chơi. Khoan gốc, khoan gốc. Đừng có gốc hai cái lưới nữa. Nó, rồi đó. Dính lưới này lại rồi. Định cho nó xe ở nhà, mới lấy cái xe lại cái nó. Ba phần còn có hai phần. Dán này muốn lột hay gì đây? Lột. Hay là tại cái mình kéo vậy nữa, không quên. Dính rồi gỡ cũng là vấn đề. Hai em này chứ mấy à, chứ giữ có à. Hàm ha, chẳng nín luôn.
Trang sửa lưới này hay không? Hai em qua cơn mưa luôn rồi, tan luôn rồi. Hình như lần nào đi thăm lưới gắn là cũng có chú Út với Giang à. Anh Nguyễn anh không có duyên đi, tại vì thường buổi sáng là anh Nguyễn anh đi câu cá cả nhà. Gần 2 kg uống tài mà cũng gần 2 kg ít đâu. Buổi sáng bữa nay chỉ mưa sớm. Trời ơi về. Về thôi. Tưởng đâu hai người lên lộn xe chứ. Về nhà cả nhà chiều mình sẽ làm thật. Chiều làm thật. Chào cả nhà. Đây bẫy rắn mình được nhiêu nè cả nhà ơi. Trời ơi, con đi. Sầu lăng. Ai đi thăm giết không anh sao? Có con gian cái ăn. Cái gì vậy? Xô xô đi. Đưa lên ống kính. Ờ đưa ống kính dưới tóc lên. Trời ơi. Biết làm món gì mà sắc nhỏ nghe sao? Sắc xả này. Ba nói là đó sầu lăng. Xả ớt. Nước vô. Tôi đậu phộng rang chưa, rang đậu chưa? Có đậu phộng rang sẵn, chị mua sẵn, rang sẵn. Sao chị lại mua rang sẵn? Chị rang lọc củ hành. Đậu phộng chị mua để dành chị uống đó me. Cái gì em lọc củ hành, không có chuyện làm. Bữa nay ba sẽ là đầu bếp chính. Gắn, gắn hổ ngựa và gắn hổ lãi xào lăng, đúng không ba? Nó không nhiều à. Ủa mà nãy giờ ba phát hiện ra hai con gắn này khác nhau chưa? Biết chứ không biết trời. Lâu lắm mình mới gặp được con rắn hổ lãi bự gì hết ba. Con rắn này con nào lấy đi về thấy nó cũng lạnh thiệt. Mấy con này là nó cao hơn con hết trơn. Ủa Nguyễn ơi. Ôi chào cả nhà. Nãy giờ mắt. Nãy giờ mắt. Mắt nó bữa nay mắt giờ bị sai. Tôi có từ giờ vô không được đầu bếp chính hơi buồn hơi buồn nữa bữa nay buồn có. Mình chỉ làm phụ thôi đi thôi bà. Ở trong đây nó màu xám xám ngội bà, trong cái mình đó nè. Còn con cái con này thì khác đúng không? Này màu con hổ ngựa thì nó đã đỏ, còn con hổ lãi thì nó xám xám. Đây rồi, đây gần gắn của mình bật xong rồi. Nghệ cái nghệ chứ nghệ tươi à. Lồng ô nhiều dữ ta. Về mình nhắm lửa hay vậy không sao? Vậy không con dần dần sao? Khỏi dần, mình chặt khúc khúc đạp. Dạ. Nhắn mình nhiều mà. Nó dao quá nha. Còn, ê, giờ mình không mình nấu dừa cha. Thôi cứ như vậy. Cái đùi này nhỏ xíu cũng ăn luôn không? Giòn dữ thần lắm. Giòn lắm á chị hai. Đùi này giòn. Sao bự cái dao sao không còn cái bự nữa. Nhá nó cái này xong. Đậu phộng có gian lại không? Hâm đậu phộng gian không? Nào ơi, nào vừa nhiễm quá ta. Nào vừa nhiễm ha. Hai chỉ qua tiêu hụt hết cũng được ha. Mình muốn ăn thời chính không phải tới đây thời phụ dốt quá thật rồi. Tóc bạc dính đầu dính đi gỡ lên cho ba nha. Nhổ cái luôn đi à? Nhổ hết hồng thôi đi là nhổ đó nó sụ xuống làm mất phong độ. Nhổ giấc nó chống mà lỏng. Nhiệt hối luôn á hả? Tóc ba ừ. Đã phai màu xương này cả nhà. Dắt dừa luôn hả bạn? Làm luôn, dắt luôn đi, xả dắt luôn đi mau lắm nha. Mau lắm nha. Phút 30 giây là không biết bữa nay gì chứ cái món này chắc ăn là đẹp da đâu. Có nghệ nè.
mình nấu cái nồi, chảo mình đâu có cái chảo đó đợi xanh xanh trên trên đó được không ba? Chẻ củi tao phải chẻ củi là phải là có nhỏ có lớn, lúc mới nhóm tao để củi nhỏ vô cho nó mau bắt. Cái đó là ba truyền đạt cho Giang, tại vì Giang là người chẻ củi. Bữa nay toàn bộ gia đình mình đều mặc áo của chị Loan tặng, kể cả với Hằng luôn. Cái áo này là đẹp nhất của em là chị. Mà không biết mọi người sao chứ em thích nó lắm. Sao đẹp bằng của chú Út. Cái kiểu này sao bằng cái sạn cây vậy hả vậy? Cũng được mà ba. Sạn cây đúng không? Ủa sạn cây đâu? Nè. Có đào sải nào đi. Sải đấy. Trong khi chờ đợi em mình ướp này. Ướp kìa nhé ơi. Hết, hồn gắn lại thịt kìa. Dung lên luôn nha. Chủ yếu là từng hộp. Cho được, được. Được rồi. Rồi được rồi, nút rồi. Cho miếng xả ớt vô coi. Nước cốt để bánh đi nè, không xả ớt có không bầm luôn hả? Có chứ, không có bầm. Nữa đi. Ê, bên này, nè. Hồi thử phải không? Hồi trường miếng thử phải không? Ờ, đúng rồi đó. Thôi, được rồi. Chú không dám thở nữa. Từ từ, từ từ chú. Thôi cái là ngưng liền, đùa đấy. Ủa, thì thôi là phải ngưng chứ. Ngưng liền mới được à. Tương này chắc có hậu ngọt rồi, mình cho một ít đường thôi. Rất có rất rất không à. Ít rồi hả? Không, cái vụ này phải ngót ngót hơi mới được. Có ướp này không? Không đi. Hỏi tao học nghề nữa. Tương dặn thêm miếng đường, xả ớt. Chảo nóng rồi đó. Mỡ ít quá bây giờ mình cho miếng dầu đi. Chứ đúng vậy mỡ nhiều mình khỏi cho dầu vô luôn á. Mỡ rắn ta để vô đây luôn. Cái món này nãy bà nói là ba rắn xào lăng thôi bà. Xào lăng nó có dừa, nó có dừa. Đưa phải luôn. Xong, đã bằng miếng. Xong thay đổi trước đi. Được luôn ha. Cái gì vậy? Đi dẹp đồ hả mà? Cầm cầm dao ghê quá ha. Đó, mình cũng dẹp dao thôi mà. Dọn chén Giang ơi, vui lắm hết rồi mày Giang ơi. Con giữa gọi này con dọn chén mới được. Đi gần đây cho phở chín nấu để. Tao mong đâu rồi. Ủa Giang này, để giờ đi lên nhà máy quận chưa lấy đồ phỏng hả Giang? Chào. Dọn chén Giang ơi. Dọn chén thơm như lắm rồi. Cho nghỉ tươi vô luôn. Nghỉ tươi để vô cũng ra màu ha. Có màu. Cái màu nó đẹp lắm. Vàng, màu yêu thích của con. Thơm quá. Dọn chén thiệt trời. Trời ơi, thơm gì mà không dọn chén chịu sao nổi. Mới chưa gì trơn gắn gọn ngoài thao dọn chén. Chén trước đi. Để sao cũng dọn lại. Cúi lại vậy. Không chứ à. Không dọn ổn.
cường. Nhìn hai con này là con cũng phân biệt, giờ là con cũng phân biệt được, chặt cây rồi con cũng phân biệt được luôn mà. Cái màu nó khác mà. Màu khác, con gắn kia màu xám xám. Con gắn gì đó, gắn gì quên nè. Con gắn gì nãy Giang nói nè. Gắn lại. Gắn lại. Ôi da màu đẹp quá. Kẹo lắm kẹo. Cái này là chắc anh Út dắt kẹo à. Bịch đậu phộng này ăn biết ngày chứ hết. Giang sẵn luôn đó hả? Giang sẵn rồi, con mua nguyên bịch vậy đó, 30 ngàn. Lấy ra cà sơ sơ sơ. Con mua về để dành con uống đó mẹ. Lâu lâu rồi, lâu lắm rồi ba mới vô ba nấu lại cái món rắn này, ba có tự tin không? Tự tin chứ. Món luộc nè. Phải cạnh tranh với đồ bếp Nguyễn mới được chứ. Đợi Sáu đâu? Ai dám so với Sáu? Giờ mình nấu cho nó chín hả, đưa nước cốt vô. Nhanh chín không bà? Nhanh mà, nhắn mày mày. Theo như kinh nghiệm của ba thì giữa con rắn hổ lãi với con rắn hổ ngựa thì con rắn nào ăn ngon hơn? Hổ ngựa ngon hơn. Hổ ngựa ngon hơn. Ôi, chị mà nãy dính rắn hổ lãi với em chút mừng quá trời, tưởng đâu con rắn đó ngon hơn. Bị gì ít dính. Nó... Thấy nó lạ hả? Vậy bữa nay là hiện tượng lạ hả? Con rắn hổ ngựa nó cắn một cái là hết nhất chân sống đó. Quá kìa. Rồi, nó khúc mùi vô. Chờ miếng sao làm nước chấm hay sao? Làm nước chấm gì nữa? Rồi ba đã đổ nước cốt luôn đi. Út làm hả? Út làm nước mắm hả? Đúng rồi. Rồi được rồi, có tường. Đưa vô dán được rồi, dán nhiễm lắm rồi. Tường, chào, xả ớt, nước cốt dừa. Chén nhỏ đó nghe. À, nước chấm ớt. Tương chao chú Út nghiền ra rồi cho xả ớt vô. Rồi cái nước cốt dừa. Có gia vị gì nữa không Út? Có chứ. Để thêm một ít tí xíu đường nữa. Cho nên em bớt cái mặn của tương chao. Sao này cho kẹo nẹo nó mới ngon. Đưa nước cốt dừa vô điện thoại nó giúp vô thôi. Béo bé bé. Vậy là gần xong rồi hả bà? Gắn chín rồi. Cái này chờ chín nữa. Còn là... thấy cái da nó mềm mềm rồi. Giúp cho bây giờ. Tại bây giờ ba sẽ nấu cho nước cốt dừa nó thấm với lại là... Nó thấm vô thịt. Nó kẹo kẹo lại chút không? Kẹo kẹo nẹo lại. Là bắt đầu mình thưởng thức. Thêm cái nước chấm của chú Út nữa. Đó là hoàn thành. Thơm quá. Mình còn cái nước chấm nữa là xong. À, được rồi đó. Chuẩn bị rau chấm của Nguyễn ơi. Rau cải gì đâu. Gùi gùi vô cái nước cốt dừa này ăn cái nhét lắc luôn.
Đi ghê quá. Người ngồi. Thả vô. Bây giờ mình thêm đậu phộng nha cả nhà. Nổ lên. Mình để thêm một ít đường. Ít xíu đường nữa đi cho nó. Cái đó bột ngọt không à? Tay tay. Đường đâu rồi? Đường nằm dưới cây luôn thèn. Để lộn cho bột ngọt nó chết luôn. Vậy là nước mắm nha. Nước mắm thấm vậy là nó mới ngon. Chấm nước chồng. Vậy là xong. Đã hoàn thành. Bữa tối xuất sắc luôn. Rắn xào lăng. Thứ gì chịu nổi miệng ơi. Phải không? Thứ gì chịu nổi với món xào lăng này. À, hai loại rắn xào lăng. Chiều nay là món của ông Sáu nha cả nhà. Nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. Ăn cơm hả ba? Trời ơi, mồi này mà ăn cơm. Đây, 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 đây. Đây là nước, nước mắm gì? Nước, nước mắm thấm. Thấm. Còn bên đây là rau, mình ăn kèm. Bắp chuối, rau muống, rau ngò gai, chấm. Mời cả nhà cùng like rai với gia đình mong muốn ăn hấp. Rắn xào lăng. Nó còn nhiên mời ông Tà, ông Địa, ông Tà, ông Địa ơi, gì lấy ra ông Tà, ông Địa ơi. Cái mồi này dữ lắm đã, ông Tà, ông Địa. Chấm với chấm. Vậy đi ông Tà, vừa thưởng thức được rồi. Rồi, vô. Rồi. Vô, chúc mừng sinh nhật cho nấu. Đâu sinh nhật. Vô. 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 Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi sao mới dính hai miếng nè. Mời cái nhà mới dắn nha. Gỡ ra, gỡ ra. Ở dính thì gấp luôn đi. Ngại quá. Mềm luôn, thấy ba cắn thấy mềm luôn. Không, vừa ăn. Cô làm mà trả lại món này ngon. Thấy chưa? Không cứng quá, không mềm quá. Vừa ăn. Ủa nãy giờ mình vô chưa ta? Rồi. Ủa sao mấy thằng không thấy luôn? Rẹo quá hả? Không, không, quá nhanh quá nguy hiểm. Đó, tại uống lẹ đang ngồi thấy mồi ngon quá cầm lòng đậu. Còn đây nè, cái này thấy nè, vô. Hai ba vô. Chăm cái nước này chị gì nổi. Này bấm bắp chuối chấm ngon lắm luôn á. Chấm vô cái nước chấm đó cũng ngon á. Kỳ lắm mới nghĩ luôn. Xào kẹo nẹo thì ngon. Thử chấm đây. Ngon quá trời. Cái này phải thêm trái dừa nữa nó ngon. Béo quá hả bà? Còn béo quá. Dạ. Trái dừa này hơi nhỏ. Hả? Ngon nhất cái này. Khúc đuôi. Giòn chắc nó giòn giòn ha. Khúc đuôi không có xương sườn. Nó không có xương gì. Nó có xương sống còn đâu có những trường như khúc mình. Vàng sao? Não vô. Trời ơi. Con không à. Ôi trời ngon à.
Vàng hết ta. Tiếp tục là bắp chuối sắc. Mình chấm bên đây cũng được mà chấm nước chấm cũng được. Nước mắm thấm chấm ngon không? Chứ nước chấm nước mắm chồng cái nghe nó chắc mắt. Mặn. Mặn. Ngon lạ, ngon lùng. Thằng nó dài. Có quấn quấn được nè. Bữa nay chắc Nghi chắc xây mồi chứ không có xây rượu. Chùng mới nhai mồi đi. Ngọt ngon quá. Gấp thông lốc. Gấp. Là từ giờ có bị nhứt cái nách không? Ừ. Bạn từ giờ có bị nhứt cái nách không? Chưa. Cách ăn thì gầy hút nó mới nhức nát quá. Trời. Nạp chạy chưa tới. Chưa đủ. Chạy chưa tới. Chạy chưa tới. Vì không bị vô. Vô. Nhân nát đâu dám ăn. Vô. Vô. Nào hấp ly luôn kìa. Dữ vậy. Tại trời. Chiều, chiều nay tưởng đâu mưa anh nút khỏi xuống rồi. Bỏ lỡ hang gắn này chắc tức chắc chết. Ông trời ơi. Ở Hiền gặp lạnh đúng không? Trời thương. Trời thương. Hồi chiều gì hồi lúc sáng á đã chỉ mưa ầm ầm vậy đó. Mà nhà Giang á rủ chú Út đi thăm lưới gắn. Chú Út nói ha mày mà gạt chú Út một cái đi, nó lại thăm phát hiện cái hang gắn bự. Chú Út chạy xe ra mà mày mà gạt chú Út một cái đi hả Giang, mà thấy cái cảnh. Con tắm mưa luôn. Đầu con á. Sáng là anh nguyện đi câu cho nên là không có đi thăm chung với mình. Không thể ngừng đổ. Đúng là sáu da tay đây, cái món nào vậy đi cũng ngon hết trơn. Em uống một lần lại là lại thấy á. Chứ sao không uống thật chừng em uống một lần bền luôn vậy á. Ăn lại chai hoài hả mà. Anh có là hai ông chồng. Mấy món này là món ruột của ba, sở trường của ba. Còn món chấm rồi chứ. Nó chấm của chú Út bộ. Chấm này lạ này. Có chao, có tương nữa. Tương chao sợ ớt. Được không Giang? Ngon quá. Ha, vô ngon hả? Vô. Nè, vô nữa cái. Nguyện hết rồi. Mình hết rồi mà mình ăn đi. Trời. Là mình lại thấy cái đó đó. Làm như săn luôn. Có là thấy mà. Con cũng trễ rồi cả nhà. À, để mọi người tiếp tục lai rai. À, kết thúc clip ở đây. Bữa nay ba quay trở lại bếp với món này quá xuất sắc rồi. Ai cũng khen chứ. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.